trên các lĩnh vực xây dựng đảng, lãnh đạo về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và các cái nhiệm vụ giải pháp đề ra năm 2023 thì tôi xin khác là hoàn toàn đồng tình và xin có một số suy nghĩ để trao đổi thêm. Trước hết là năm 2022 tôi định là những cái nổi bật công tác xây dựng đảng của đảng bộ thành phố. Trước hết có thể nói là chúng ta thực hiện nghị quyết Trung ương 4, có thể nói là qua cái thực hiện nghị quyết Trung ương 4 thì cái dư luận xã hội đánh giá rất cao thủ đô chúng ta thực sự là một đảng bộ đầu tàu với nhiều cách làm mới, nhiều cái giải pháp rất là cụ thể, và kết quả kiểm điểm Trung ương 4 của toàn đảng bộ thành phố cho đến giờ phút này có thể nói là